Omnia Herbal Tea là một mô hình salon tóc mới được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các chị em phụ nữ yêu thích làm đẹp hiện nay. Lựa chọn phong cách sống bền vững, Omnia sử dụng các dòng sản phẩm từ thiên nhiên, hữu cơ và sinh học, năng lượng cho quá trình tạo kiểu và chăm sóc tóc như Away, Perfect Em. Đến với Omnia, khách hàng sẽ được trải nghiệm một không gian mới với những đường nét họa tiết mềm mại, mang lại cảm giác thân thiện đầy bình yên khi bước vào. Mình cảm thấy rất là hài lòng về mái tóc xoăn này, mình rất là tự nhiên ấy, và mình cũng cảm thấy tự tin hơn về mái tóc này. Trước đây thì tóc của mình bị khô sơ và nó chảy ngọn rất là nhiều. Sau khi trải nghiệm dịch vụ ở đây thì cảm thấy rất là thích. Khi mà đi sang các salon khác mình làm ấy thì nó bị cái mùi hóa chất, cảm thấy là rất là đau đầu ấy. Thế nhưng mà dịch vụ đây không có cái mùi hóa chất này và cảm thấy rất là dễ chịu, thư thái. Khách hàng khi mà đến Omnia để trải nghiệm các dịch vụ về uốn thì thường có một cái câu hỏi chung, đó là làm sao để có được một cái mái tóc thời thượng theo đúng xu hướng tuy nhiên là vẫn dễ chăm sóc tại nhà. Omnia sử dụng các cái sản phẩm từ hữu cơ và sinh học năng lượng. Các sản phẩm này có những cái kiểm chứng an toàn cao nhất của thế giới và thường được sử dụng tại các salon tóc nổi tiếng thế giới. Tại Việt Nam thì không có nhiều những salon tóc sử dụng các sản phẩm này. Với định hướng hoạt động là sự tôn trọng những giá trị chân thực của cuộc sống, Omnia sử dụng các sản phẩm theo tiêu chí an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Song với đó, việc làm đẹp có trách nhiệm, không ảnh hưởng tới môi trường và tự nhiên cũng là tiêu chí mà Omnia lựa chọn. Mỗi khách hàng khi tới Omnia đều sẽ được tư vấn kỹ càng về tình trạng tóc và da đầu hiện tại của mình để có được phong cách tạo kiểu và chăm sóc tóc phù hợp nhất. Dịch vụ của Omnia đảm bảo cho khách hàng một mái tóc khỏe để có thể hoàn toàn tự tin thử nghiệm những phiên bản mới của chính mình. Một mái tóc đẹp đã là điều không dễ dàng, nhưng vừa đẹp vừa an toàn cho sức khỏe thì không phải salon tóc nào tại Hà Nội cũng có thể đảm bảo điều đó cho khách hàng, nhất là trong những tháng cuối năm.